Thưa quý vị, sau hơn một tuần áp dụng thí điểm thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè trên 11 tuyến đường ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, các cửa hàng kinh doanh được tổ chức ngăn nắp trật tự, người dân và du khách có thể đi bộ dễ dàng trên phần vỉa hè được quy định. Đường Trần Hưng Đạo, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh trở nên gọn gàng, trật tự hơn trước. Người thuê phấn khởi, vui vẻ khi đăng ký sử dụng vỉa hè để an tâm kinh doanh. Người đi bộ cũng cảm thấy an toàn khi đi lại trên vỉa hè. Bộ mặt của đô thị, thành phố nó nhìn nó gọn gàng. Trên quan điểm cá nhân là mình là người đi bộ thường xuyên ấy, thì mình thấy rằng nó thuận tiện cho người đi bộ là một. Và thứ hai là mình cảm giác là mình sẽ cảm thấy rằng là nếu một người nước ngoài họ đến thành phố Hồ Chí Minh họ du lịch ấy, họ nhìn vào đường phố của mình mà được gọn gàng như này thì họ cũng có một cái góc nhìn khá là tích cực. Thì cái này nó cũng sẽ giúp ích cho cái việc mà phát triển du lịch của thành phố. Từ mép đường vào hơn 1 mét, một vạch sơn vàng đã được kẻ phục vụ để xe gắn máy. Phía sát nhà dân lại có thêm một vạch trắng rộng hơn 1 mét để người dân kinh doanh chừa lối đi bộ rộng rãi ở giữa cho người tham gia giao thông. Kinh doanh quán phở trên đường Hải Triều, quận Nhất nhiều năm nay, chị Ngoan đồng thuận đóng thêm hơn 1 triệu đồng cho 10 mét vuông thuê vỉa hè, phấn khởi khi đăng ký thuê vỉa hè qua app, vừa công khai minh bạch, vừa an tâm hơn khi buôn bán kinh doanh. Quán cảm thấy rất là vui mừng vì được kê bàn ghế ở ngoài, nó thuận tiện hơn cho việc buôn bán. Mình được chính thức sử dụng cái vỉa hè, tạo được nhiều điều kiện thuận lợi, rồi khách hàng đến quán thì cũng thích ngồi ở ngoài hơn để ngắm đường phố. Chúng ta sẽ giảm bớt được cái lực lượng để mà đi kiểm tra, đi cấp phép rồi các nội dung khác. Chúng ta thực hiện qua công tác chữ số và trực tuyến hết thì người dân sẽ thuận tiện dễ dàng tra cứu cũng như là đăng ký sử dụng hè phố. Thưa quý vị, sau hơn một tuần triển khai thí điểm thu phí sử dụng vỉa hè tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 100 trường hợp đăng ký sử dụng vỉa hè với tổng số phí dự kiến thu được là gần 451 triệu đồng. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, việc Ủy ban Nhân dân quận Nhất thí điểm trước với 11 tuyến đường có ý nghĩa thúc đẩy tiến độ thu phí vỉa hè lòng đường ở các địa phương còn lại trên địa bàn thành phố. Hiện nay ngoài quận Nhất, các địa phương khác đã ra soát danh mục các tuyến đường có vỉa hè có đủ điều kiện để sử dụng tạm thời một phần ngoài mục đích giao thông.